chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thanh niên Bình Phước. Mở đầu chương trình hôm nay là ghi nhận về những hoạt động chăm lo cho học sinh nghèo của tuổi trẻ thành phố Đồng Xoài. Phần cuối chương trình là phóng sự Tuổi trẻ Bù Gia Mập học và làm theo Bác. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Đồng Xoài có 20.404 em thiếu nhi, trong đó có 2.907 em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đa phần phụ huynh của các em sống bằng nghề làm thuê tại các quán ăn, bảo vệ tại các trường học hoặc đi phụ hồ bán vé số. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh, trường học tạm nghỉ, bố mẹ các em không có việc làm, nên kinh tế gia đình càng gặp nhiều khó khăn. Để hỗ trợ gia đình các em, vừa qua Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội và Câu lạc bộ Khởi nghiệp thành phố Đồng Xoài đã tổ chức đến thăm và tặng 57 phần quà, mỗi phần quà trị giá từ 500 đến 700 ngàn đồng cho gia đình các em học sinh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Đến thăm gia đình em Vũ Đức Trung Hiếu, học sinh lớp 5, trường tiểu học Tân Phú C, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình em Hiếu có 6 người, nhưng khi chúng tôi đến, chỉ có Hiếu và bà nội ở nhà. Qua trò chuyện, bà nội Hiếu cho biết, mẹ Hiếu hiện đang điều trị ung thư vú giai đoạn 3 tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, và chị gái Hiếu năm nay 20 tuổi đang điều trị ung thư máu cấp tính tại Bệnh viện Truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, bố và chị gái thứ hai của Hiếu đã phải chia nhau xuống bệnh viện chăm sóc. Từ ngày con dâu, cháu gái bị bệnh, gia đình phải gom góp, vay mượn khắp nơi để có tiền điều trị bệnh. Để giúp gia đình vơi bớt khó khăn, vừa qua, Hội đồng đội thành phố Đồng Xoài đã vận động các mạnh thường quân trao học bổng tiếp bước đội viên 3 triệu đồng cho em Hiếu. Bên cạnh đó, Chi đoàn Công an thành phố Đồng Xoài cũng nhận đỡ đầu em Hiếu mỗi tháng 500.000 đồng và hỗ trợ học tập trong thời gian 2 năm. Tiếp bước cái chương trình của học sinh nghèo đi học tại các trường trên địa bàn phố Đồng Xoài thì Chi đoàn Công an thành phố cũng đã trao tặng những cái phần quà và đã hỗ trợ đỡ đầu cho hai em học sinh ở tại xã Tân Thành và xã Tiến Thành. Đó. Thì trong năm nay thì là kết hợp với thành đoàn thì là Chi đoàn Công an thành phố cũng đã là nhận đỡ đầu thêm một em học sinh của trường Trung học cơ sở Tân Phú C, đó là em Hiếu. Trong thời gian tới thì Chi đoàn sẽ kết hợp với thành đoàn và các cái chi đoàn bạn thì là sẽ khảo sát trên cái địa bàn thành phố Đồng Xoài, sẽ nhận đỡ đầu, khả năng là nhận đỡ đầu thêm một trường hợp, một em nữa. Em Dương Thị Bích Kiều, học sinh lớp 4, trường tiểu học Tân Phú C, trú tại tổ 2, khu phố Phú Mỹ, cũng có hoàn cảnh khá đáng thương. Mẹ bỏ đi từ nhỏ, Kiều sống với bố và anh trai. Năm 2015, anh trai Kiều mất vì bệnh u não. Năm 2019, bố Kiều cũng qua đời vì bệnh suy tim, suy thận. Thường cháu gái chưa lên 10 tuổi đã mất người thân, trở thành mồ côi, nên chị Đặng Thị Thúy là cô ruột của bé Kiều đưa về nuôi dưỡng. Hoàn cảnh gia đình chị Thúy cũng rất khó khăn. Không có đất sản xuất, chồng chị Thúy làm bảo vệ tại trường tiểu học Tân Thiện. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trường tạm nghỉ nên không có việc làm. Trong khi công việc phụ hồ của chị Thúy cũng không ổn định, thu nhập bấp bênh. Kinh tế gia đình vốn chật vật, nay chị phải cáng đáng nuôi thêm cháu gái nên càng khó khăn hơn. Để không phụ lòng cô, em Kiều luôn siêng năng chăm chỉ. Ngoài thời gian học bài, hàng ngày Kiều còn phụ giúp cô làm việc nhà, từ quét dọn nhà, nấu cơm cho đến rửa chén đũa. Trước hoàn cảnh của gia đình, vừa qua Hội đồng đội thành phố Đồng Xoài phối hợp với các đơn vị tài trợ đến thăm và tặng phần quà trị giá 600.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, nước tương, dầu ăn và tiền mặt 300.000 đồng. Nhận món quà, Kiều vui mừng cảm ơn các cô chú và hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng cô và các cô chú đã giúp đỡ. Hôm nay thì Hội đồng đội đã trao tặng quà cho 18 em có hoàn cảnh khó khăn trước mắt, tổng trị giá
của phần quà trong nhân dịp cái đợt này là 14.300.000 đồng. Thì đây là một phần quà mang tính là khích lệ đến với các em và gia đình, các hộ gia đình đang có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch COVID-19. Hy vọng những phần quà này sẽ giúp các em giảm bớt khó khăn, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn. Những năm qua, tuổi trẻ huyện Bù Gia Mập luôn đẩy mạnh chương trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện di chúc của Bác bằng nhiều việc làm thiết thực thông qua các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới, xung kích bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội. Từ những việc làm thiết thực của đoàn thanh niên đã góp phần đưa diện mạo huyện nhà ngày càng khởi sắc. Về thăm xã nông thôn mới Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, sải bước trên những tuyến đường giao thông nông thôn được đổ nhựa, bê tông xi măng trải dài khắp các thôn ấp. Chúng tôi nhận thấy những đổi thay rõ nét kể từ khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để có được kết quả đó, có một phần góp sức của tuổi trẻ xã Bình Thắng. Có mặt tại tuyến đường ở tổ 1 thôn 2A với chiều dài 1,2 km, ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi là đoạn đường khang trang sạch sẽ, hệ thống đèn chiếu sáng từ đầu đến cuối đường. Chị Lê Thị Bích Hồng, bí thư đoàn xã cho biết, sau khi được tỉnh đoàn hỗ trợ 20 triệu đồng, xã đoàn Bình Thắng đã phân bổ về các thôn và vận động nhân dân đóng góp làm đèn đường. Chính sự hỗ trợ của đoàn thanh niên đã tạo hiệu ứng rất lớn, giúp người dân hào hứng làm theo. Và đây là công trình không chỉ làm đẹp thêm các tuyến đường mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Đoàn thanh niên phối hợp với là ban điều hành các thôn là thực hiện làm được là 4 tuyến đường trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới về đường của địa phương. Đặc biệt nhất là trong cái giai đoạn gần đây ở là thôn 2A thì có 3 tuyến đường làm dưới được tỉnh đoàn hỗ trợ là 20 triệu và 86 hộ dân là đóng góp thêm là 57 triệu đã tiến hành vừa hoàn thành xong là ba cái tuyến đường vừa nêu trên để là thắp sáng an ninh ở trên đường phố. Trong những năm qua, đoàn viên thanh niên xã Bình Thắng học và làm theo Bác bằng các việc làm thiết thực như xung kích bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hỗ trợ xóa nghèo bền vững. Để thực hiện tốt các phần việc này, hàng năm xã đoàn đều xây dựng kế hoạch, đồng thời tổ chức họp triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi đoàn. Trong năm 2019, đoàn xã Bình Thắng đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giao quân hưởng ứng phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh. Đoàn xã còn trực tiếp vận động đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ các tuyến đường tự quản, quét dọn, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh. Qua đó, góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Hoạt động này khá rất là ý nghĩa và em mong rằng là khi mà xã đoàn phát động thì tất cả các đoàn viên sẽ tham gia tích cực hơn để cho tạo cho môi trường xanh sạch đẹp. Để các tuyến đường trở nên xanh sạch đẹp hơn, xã đoàn Bình Thắng còn vận động đoàn viên thanh niên trồng hoa và rau sạch tại các tuyến đường nơi mình sinh sống nhằm cải thiện môi trường, đồng thời có thêm nguồn rau sạch phục vụ bữa ăn gia đình. Đoàn xã Bình Thắng còn thực hiện mô hình đổi ve chai, lấy sữa Milo và lương thực. Đây là mô hình rất hữu ích đối với các em nhỏ và hộ dân nghèo trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Đến với chương trình, các em nhỏ sẽ mang những vỏ chai nhựa, lon bia, nước ngọt nhặt được để đổi lấy sữa Milo. Đối với người lớn, nhất là những hộ nghèo thì đổi ve chai, lấy lương thực gồm gạo, mì tôm, bánh chuối. Trong thời gian con được nghỉ học COVID-19 rồi, con có một cái hoạt động hè là đi thu gom ve chai đổi lấy sữa Milo. Rồi trong thời gian con nghỉ, con đi thu thập ve chai để đổi lấy Milo uống và con thấy con vừa được uống sữa Milo và
vừa được bảo vệ môi trường. Các hộ dân mà bán vé số thì trong thời điểm thực hiện theo chỉ thị thì không đi bán vé số nữa, thì chúng tôi sẽ vận động các hộ này sẽ đến đổi cái ve chai để lấy lương thực trong cái thời gian thực hiện Covid. Còn đối với trẻ em thì các em đang được nghỉ học thì ở nhà các em đã sẵn có các cái ve chai, thì chúng tôi cho các em lên đây cái mô hình này để cho các em đổi ve chai để lấy cái sữa Milo uống. Thứ nhất là để tạo cho các em có cái niềm vui, thứ hai là tạo cho các em có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh nơi mình sinh sống. Không chỉ hỗ trợ đổi sữa Milo, lương thực, đoàn xã Bình Thắng còn vận động các mạnh thường quân tặng những phần quà thiết thực gồm gạo, mì tôm, bột ngọt, dầu ăn, đường cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong mùa dịch COVID-19. Gia đình chị Hoàng Thị Phương, ngụ ở thôn 2A, là hộ nghèo nhiều năm nay của xã. Hiện chị Phương ở một mình trong căn nhà tình bạn được các cấp hỗ trợ xây dựng cách đây gần 10 năm. Bản thân chị lại bị bệnh thần kinh, sống nhờ vào tiền trợ cấp hàng tháng của nhà nước là 540.000 đồng. Để giúp gia đình chị vơi bớt khó khăn, đoàn xã Bình Thắng cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình. Cái hoạt động của đoàn đem lại những cái thuận lợi rất cao và trong cái để cho cùng dưới là chính quyền địa phương hoàn thành được cái xã nhà để về đích nông thôn mới. Và trên cái giải pháp tới thì ủy ban xã quyết tâm để là nâng cao chuẩn các tiêu chí của nông thôn mới càng ngày càng cao. Đa dạng và phong phú các hoạt động học và làm theo Bác. Nếu như với đoàn xã Bình Thắng chú trọng xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thì đoàn xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập lại học và làm theo Bác trong lập thân lập nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế. Tiêu biểu như đoàn viên Trịnh Ngọc Đức Tài, 29 tuổi, ở thôn Cây Già, xã Phú Văn. Năm 2018, sau khi lập gia đình, anh Tài được bố mẹ cho ra ở riêng với 2 sào đất cùng ngôi nhà cấp 4. Để phát triển kinh tế, vợ chồng anh Tài đã mạnh dạn vay mượn vốn, thực hiện mô hình nuôi hươu lấy nhung. Với số vốn bỏ ra ban đầu 180 triệu đồng, anh Tài đầu tư xây dựng chuồng trại trồng cỏ và mua 6 con hươu sống về nuôi. Thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm, nên đàn hươu của gia đình anh Tài hay bị mắc bệnh tiêu chảy, nghẹt mũi. Anh Tài đã tìm hiểu thêm kiến thức trên sách báo và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình thực tế. Từ đó, có chế độ chăm sóc phù hợp. Muốn hươu sinh trưởng phát triển tốt thì ngoài thức ăn phải đủ chất dinh dưỡng, thì vệ sinh chuồng trại sạch sẽ cũng rất quan trọng. Nên cho hươu ăn nhiều chuối xanh và lá sung khi bị tiêu chảy, sông chuồng bằng bổ kết tóc rối khi thấy hươu có biểu hiện nghẹt mũi. Bổ sung thức ăn nhiều tinh bột như bắp non để hươu phục hồi sức sau khi cắt nhung. Nhờ cách chăm sóc này, đến nay đàn hươu của gia đình anh Tài đang phát triển rất tốt. Trong đó có 4 con đã có nhung, trung bình 1 năm thu 2 lần, trừ chi phí thu lời khoảng 100 triệu đồng. Lý do chọn mô hình nuôi hươu sao là khởi nghiệp tại vì đặc thù từ địa phương này, cái nguồn cỏ rất là dồi dào. Cái thứ hai là mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Mô hình nuôi hươu sao lấy nhung của đồng chí Tài ấy, thì rất là hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Đã bước đầu đã trong sau 1 năm thì đã thu nhập thì đã hoàn vốn được gốc ban đầu. Trong thời gian tới thì từ đầu năm nay tôi đã dẫn một số thanh niên, nhất là 6 thanh niên vào đây để tham quan học hỏi mô hình. Trong hoạt động thanh niên lập thân khởi nghiệp, đoàn xã Phú Văn đã tạo điều kiện hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách. Hiện tại, đoàn xã đang quản lý nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Cho khoảng 100 đoàn viên thanh niên về phát triển kinh tế, tiêu biểu như đoàn viên Điều Mích ở thôn Thác Tài, xã Phú Văn được hỗ trợ 20 triệu đồng từ vốn vay ủy thác từ ngân hàng chính sách. Số tiền này anh Điều Mích mua trâu về chăn nuôi để có thêm thu nhập. Từ đầu nhiệm kỳ năm 2017 thì huyện đoàn Bù Gia Mập chỉ có 7/8 xã là có nguồn vốn ủy thác.
Đến nay thì đã 100%, 8 trên 8 xã đã có vốn ủy thác với ngân hàng chính sách. Hiện tại số dư của vốn ngân hàng ủy thác là trên 40 tỷ và đã hỗ trợ giúp đỡ cho người dân cũng như thanh niên địa phương phát triển được kinh tế từ nguồn này. Học theo Bác, làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, tuổi trẻ Bù Gia Mập đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, cơ sở hạ tầng ngày một khang trang, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đến đây chương trình Thanh niên Bình Phước kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.